Sở Công Thương thành phố tổ chức lễ khai mạc chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng năm 2023 và phát động tháng khuyến mại kích cầu mua sắm đợt 2. Chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12 là đợt quảng bá thứ 3 trong năm 2023 với sự tham gia của 30 doanh nghiệp trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, lưu niệm của thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh thành bạn. Bằng cái chất lượng sản phẩm chúng ta lựa chọn cũng như sự nỗ lực các doanh nghiệp thì trong cái đợt các đợt xúc tiến thương mại vừa qua theo cái thống kê ban đầu của chúng tôi thì hầu hết các chương trình đều có kết quả tốt. Trong những năm qua, Sở Công Thương thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các hoạt động hỗ trợ đổi mới máy móc thiết bị, hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại. Từ đó nhiều sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, được người tiêu dùng biết đến, tin tưởng sử dụng. Không ít sản phẩm đã được vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng, có sản phẩm đã được xuất khẩu tiêu thụ ở thị trường nước ngoài. Nói chung là phát triển tốt, cụ thể giống như là mình sẽ xúc tiến đi xuất khẩu đi Trung Quốc, cũng được vài chuyến đi Trung Quốc rồi đó. Nội địa thì sức mua cũng phát triển tốt. Thì nói chung là em tham gia thì cũng khá nhiều gì. Hiện tại tham gia mục đích chủ yếu là để mình tiếp cận tới người tiêu dùng, những người mà quan tâm đến sức khỏe vậy. Tại vì một phần là cái dòng sản phẩm của em á thì nó là sản phẩm mà không dùng hương liệu phụ gia phẩm màu, đặc biệt là không sử dụng bột ngọt các chị. Đấy thì những người mà quan tâm đến sức khỏe thì người ta sẽ để ý sản phẩm của mình hơn, sản phẩm của mình. Sở Công Thương kỳ vọng chương trình quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và tháng kích cầu tiêu dùng sẽ tiếp tục giúp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, mang đến cho người tiêu dùng nhiều trải nghiệm trong việc lựa chọn sản phẩm trong những ngày cuối năm và chờ đón năm mới.